7 tư thế quan hệ sướng nhất làm bạn tình lên đỉnh dễ dàng được chúng tôi đưa ra dưới đây, vừa quen lại vừa lạ. Chắc chắn sẽ giúp các cặp đôi kiếm tìm được kiểu yêu phù hợp cho cả hai nhằm tăng thêm hương vị cho tình yêu cũng như đời sống tình cảm vợ chồng. Trong tình yêu cũng như trong mối quan hệ vợ chồng, chuyện quan hệ tình dục là điều tất yếu. Và việc vận dụng tốt, linh hoạt các tư thế quan hệ để làm mới bản thân và đem lại hạnh phúc cho nửa kia của mình là điều cần thiết. Quan trọng là giữ lửa hạnh phúc cũng như gìn giữ tình yêu luôn được thăng hoa, vẹn nguyên như lúc ban đầu. Dưới đây Poliva xin bật mí 9 tư thế quan hệ sướng nhất mà các cặp nhất định phải thử qua. Những tư thế quan hệ sướng nhất bạn nên biết. Một việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rất dễ gây cảm giác nhàm chán, không có hứng thú. Quan hệ tình dục cũng vậy, nếu bảo thủ không chịu học hỏi thêm kinh nghiệm cho các lần quan hệ tiếp theo rất dễ khiến chị em phụ nữ chán nản lâu dần thành vào cuộc yêu là vì. Trách nhiệm là nguy đấy các ông chồng nhé. Xem ngay 7 tư thế quan hệ sướng nhất dưới đây. 1. Tư thế truyền thống không nằm ngoài những tư thế quan hệ sướng nhất. Tư thế truyền thống được coi là tư thế phổ thông và dễ thực hiện nhất. Nó là tư thế đầu tiên mà các anh chồng luôn áp dụng trong các cuộc yêu. Hầu hết các chị em đều rất thích tư thế này bởi việc của các chị em chỉ là nằm và tận hưởng. Một biến thể khác của tư thế này là nữ nằm đưa chân lên cao. Các anh chồng sẽ quỳ và đưa dương vật vào bên trong âm đạo. Biến thể này giúp các anh đỡ mất sức hơn so với kiểu truyền thống thông thường. Với tư thế này lực của dương vật mạnh mẽ hơn, kích thích âm đạo nhiều hơn. Hoặc theo một cách khác, các chị em hãy dùng chân kẹp lấy bụng của đối tác, đồng thời kê một cái gối hoặc một tấm vải miệng phía dưới mông nhằm đẩy cao vị trí của âm đạo, giúp dương vật chạm đến điểm G dễ dàng. Chắc chắn chị em sẽ bị kích thích vô cùng mạnh mẽ. Tư thế truyền thống được coi là tư thế phổ thông và dễ thực hiện nhất. Ưu điểm của tư thế truyền thống: dễ thực hiện, không cần quá nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm. Cảm giác thân mật gần gũi, dễ làm chị em lên đỉnh mà không cần quá nhiều động tác. Mẹo nhỏ cho các anh chồng: đừng vội vàng một phát ăn ngay. Hãy từ từ đưa dương vật lên xuống mơn trớn tại vị trí hột le. Đợi đến thời điểm vàng, lúc mà chị em không thể chờ lâu thêm được nữa, hãy nhịp nhàng đưa cậu bé vào sâu trong cô bé. Chắc chắn không cần quá nhiều sức cũng khiến chị em lên đỉnh đê mê không thốt lên lời. 2. Tư thế quan hệ nữ ngồi ở trên. Ngược lại với tư thế truyền thống, tư thế nữ ngồi ở trên hay còn gọi là cưỡi ngựa xem hoa được các cô nàng cá tính vô cùng yêu thích bởi tính chủ động và quyền làm chủ cuộc yêu. Trong tư thế này, các bạn nam sẽ nằm dưới, các chị em sẽ quỳ hoặc ngồi ở trên, mặt hướng vào mặt đối tác hoặc quay ngược lại. Tư thế cưỡi ngựa xem hoa được các cô nàng cá tính vô cùng yêu thích. Đôi bàn tay không được để dư thừa mà hãy đặt lên ngực hoặc đùi của các anh chồng để làm điểm tựa nhé. Lúc này các anh chỉ cần nằm và tận hưởng thôi. Đây được coi là một trong những tư thế quan hệ sướng nhất mà các anh chồng ít phải vất vả nhất nhưng lại dễ thua trận ra về. 3. Tư thế leo cây. Có phần giống với tư thế cao gơn nhưng khác ở chỗ các anh sẽ không được nằm ngửa mà phải ngồi dậy. Đây là tư thế giúp cả hai cùng lên đỉnh một lúc khi mà cả hai cơ thể hòa quyện vào nhau. 4. Tư thế 69. Tư thế quan hệ sướng nhất ai cũng biết. Có lẽ tư thế 69 được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Đây là tư thế quan hệ bằng miệng khi cả cô bé và cậu bé được kích thích cùng một lúc. Nó không phải là một tư thế khó nhưng nó cần sự đồng thuận cũng như thật sự nồng nhiệt từ cả hai phía mới có thể đạt được cực khoái. Tư thế này giúp các anh chồng lên đỉnh dễ dàng hơn là chị em phụ nữ. Tránh dùng tư thế 69 trong lần đầu tiên quan hệ. 5. Tư thế doggy huyền thoại. Tư thế đem lại khoái cảm mạnh mẽ nhất cho cả nam và nữ phải kể đến tư thế doggy. Ở tư thế này chị em thường sẽ quỳ chống tay xuống giường, còn đối tác sẽ để tinh binh tiến hành thâm nhập vào cô bé từ phía sau. Lúc này âm đạo sẽ rất khít, thêm vào đó cậu nhỏ sẽ cương cứng và to hơn rất nhiều lần, dẫn đến việc ma sát mạnh với thành âm đạo khiến chị em hưng phấn, khoái cảm cực độ. Tư thế doggy đem lại khoái cảm mạnh mẽ nhất cho cả nam và nữ. Tuy nhiên khi yêu trong tư thế này rất dễ khiến cậu chủ nhỏ xuất tinh sớm, vậy nên hãy để tư thế này sau cùng của cuộc yêu nhé. 6. Kiểu tư thế quan hệ sướng nhất. Nằm nghiêng. Tư thế nằm nghiêng hay còn gọi là tư thế úp thìa rất khuyên được dùng cho các chàng hay bị xuất tinh sớm. Cả hai nằm cùng chiều nhau và nghiêng về một phía. Chị em nên co đùi lên một chút để dương vật dễ dàng đi vào trong khám phá. Nếu nằm đối diện, nên tận dụng triệt để các hành động kích thích các cơ quan nhạy cảm trên cơ thể chị em như hôn môi, hôn ngực, điều đó sẽ dễ dàng khiến nữ giới đạt cực khoái hơn rất nhiều. Tư thế nằm nghiêng rất khuyên được dùng cho các anh chàng hay bị xuất tinh sớm. 7. Tư thế ngồi đối mặt. Tư thế quan hệ sướng nhất không nên cho qua. Tư thế yêu mới chắc chắn cảm xúc sẽ thay đổi rất nhiều đấy. Hãy cho vợ ngồi lên đùi bạn trong tư thế quay mặt vào nhau. Lúc này quyền chủ động lại nằm ở phía của các chị em. Chỉ cần chủ động tăng giảm nhịp độ theo ý muốn, chị em có thể dễ dàng đưa chàng lên chốn bồng lai. Các anh cũng đừng mải thăng hoa mà quên mất nhiệm vụ tấn công vùng nhạy cảm khi có cơ hội nhé. Trên đây là tổng hợp 7 tư thế quan hệ sướng nhất được các chuyên gia Poliva nghiên cứu và tìm hiểu nhằm giúp các cặp đôi có thể áp dụng thuần thục cũng như lựa chọn được kiểu yêu phù hợp cho mình cũng như cho đối tác. Hy vọng với những tư thế quan hệ sướng nhất này sẽ không làm cho bạn phải thất vọng trong mỗi cuộc yêu say đắm. Poliva chúc cho tình yêu hai bạn mãi mãi bền lâu.